Các bạn có tin ở trên đời này có ma không? Có đó, tôi gặp rồi. Một con ma nữ, đầm trắng, tóc dài. Sau này phải cẩn thận nghe không? Thằng này giống mình, đi chắc ta. Bước tới một bước là thúi luôn á quỳ. Cái này tôi lấy tao mà, con lấy bạn à? Chị tôi là ma, tôi đâu phải con người đâu. Tôi nghĩ nhái gì thôi, tôi còn trong vắng đó, bỏ định đi. Tôi bị mất trí nhớ, tôi giúp cô được. Dạ, tôi nói rồi đó. Chỉ cần anh giúp tôi thực hiện tâm nguyện, vậy là tôi không bao giờ bám theo nữa. Tôi chỉ biết là trong vòng 49 ngày không khôi phục được ký ức thì sẽ tan biến mãi mãi. Tính qua đi giúp, coi thấy bạn